Tận thế đã đến, băng giá tràn về. Sau khi tái sinh, tôi điên cuồng tích trữ vật tư trước, xây dựng nơi trú ẩn an toàn cho tận thế. Tôi nhìn thời gian, bây giờ là ngày 1 tháng 5 năm 2015, theo ký ức kiếp trước. Một tháng nữa, thảm họa sẽ ập đến. Khi tôi đang suy nghĩ làm sao để tích trữ vật tư, đột nhiên trong đầu nghe thấy xin chào. Chủ nhân, khả năng không gian của bạn đã được mở. Bạn là ai? Chủ nhân đừng sợ, tôi là không gian cá nhân của bạn, là không gian có thể lưu trữ tự do. Bạn chỉ cần dùng ý nghĩ là có thể mở không gian. Sau đó tôi tập trung suy nghĩ, ý thức liền chìm vào một không gian trắng vô tận. Không gian này nhìn không thấy điểm cuối, to lớn không thể tưởng tượng. Tôi muốn thử khả năng lưu trữ của không gian. Không gian này tuy rất lớn, nhưng hiện tại tôi chỉ có thể sử dụng 100 m². Trong thành phố này có một siêu thị hàng đầu, một kho hàng siêu lớn. Vật tư trong đó, nếu thu hết vào không gian, ít nhất đủ dùng 10 năm. Ngoài ra thành phố tôi ở gần biển, ở đó còn có một cảng vận chuyển quốc tế lớn, có vô số container sắp xuất khẩu ra nước ngoài, chứa vô số thực phẩm và vật dụng sinh hoạt. Có thể nói là một kho báu khổng lồ. Trước khi tận thế đến, tôi phải tìm cách thu hết vào không gian. Bây giờ còn một tháng nữa, tôi muốn tận hưởng cuộc sống tốt đẹp ngắn ngủi. Tôi đến khách sạn 5 sao, chuẩn bị ăn một bữa ngon. Lúc này, nhìn thấy quầy xổ số trước cửa khách sạn 5 sao. Tôi nhớ kiếp trước từng xem một video trúng thưởng. Hình như có người cào trúng 3 triệu ở đây. Ngày trúng thưởng chính là hôm nay, chính là quầy xổ số này. Sau đó tôi bước vào quầy xổ số và mua hết tất cả vé cào. Một lúc sau tôi đi ra. Lúc này tôi nhìn điện thoại, Alibaba báo có 3 triệu đồng. Sau đó tôi bước vào khách sạn 5 sao. Đây là nơi kiếp trước không dám tưởng tượng. Xin chào quý khách có đặt trước không? Không. Cho tôi xét ăn đơn trị giá 100.000 là được. Vâng, mời quý khách theo tôi. Đúng là khách sạn 5 sao. Phục vụ món ăn nhanh thật. Mỗi món đều tinh tế tuyệt vời, tạo hình đẹp mắt, xứng đáng là tác phẩm nghệ thuật. Lúc này tôi nghe bàn bên cạnh nói, tôi vừa nhận được một đơn hàng lớn, là hàng hóa gửi đến Mỹ. Anh Lý, đơn hàng lớn cỡ nào? Vật tư sinh hoạt trị giá vài tỷ, đủ loại hàng hóa, khi nào vận chuyển? Khoảng hơn một tháng nữa. Nghe xong tôi suýt rớt hàm. Không ngờ ăn bữa cơm lại có thông tin quý giá thế. Tôi phải lấy hết tất cả, thu vào không gian làm vật tư tận thế. Tôi nhớ một ngày trước khi tận thế đến, bùng nổ vết đen mặt trời sẽ làm thiết bị điện tử toàn cầu tê liệt một ngày. Vệ tinh cũng hoàn toàn tê liệt. Lúc đó thu hết vào không gian, làm vật tư tận thế thì quá tuyệt. Bây giờ chưa phải lúc. Tôi cần đến siêu thị lấy ít vật tư đơn giản trước. Đến siêu thị, mua một số thực phẩm đơn giản, nhanh chóng mua được 2 xe vật dụng sinh hoạt. Quản lý siêu thị thấy tôi thì như thấy thần tài vậy. Xin chào quý khách, siêu thị chúng tôi có dịch vụ giao hàng miễn phí. Được, vậy phiền bạn giao đến khu chung cư Hạnh Phúc. Vừa vào khu chung cư đã có nhiều người vây xem. Thấy tôi mua nhiều vật tư như vậy, mọi người bắt đầu nói, thằng La Thiên này có phải bị ngốc không? Sao lại mua nhiều thực phẩm thế? Thằng La Thiên này tham ăn, lười biếng đến nỗi không có nổi bạn gái. Mua nhiều đồ thế để làm gì? Tôi lười nghe họ nói nhảm, đi thẳng đến cửa kho của mình. Sau khi nhân viên siêu thị chuyển hết vật tư, tôi đóng cửa kho lại, rồi mở không gian cá nhân của mình. Tôi đưa toàn bộ vật tư vừa mua từ siêu thị vào không gian cá nhân. Để kiểm tra thời hạn bảo quản thực phẩm trong không gian, tôi đặt cơm hộp tự hâm nóng vào. Một giờ sau, tôi lấy cơm ra. Không gian này thật kỳ diệu. Nhiệt độ cơm hộp vẫn như lúc mới cho vào. Có nghĩa là trong không gian cá nhân này, thời gian trôi qua là bất biến. Điều này có nghĩa, có thể cho vào hàng tấn rau của tôi. Cuối cùng không phải lo về hạn sử dụng. Có lẽ, tôi có thể đặt trước đồ nướng, hamburger và rượu, cho tất cả vào không gian. Sau khi tận thế đến, mỗi ngày đều có thể ăn cơm nóng hổi, miễn là có đủ vật tư dự trữ. Bản thân sau khi tận thế đến, sẽ sống sung sướng gấp 1.000 lần người khác. Nhưng giờ vấn đề lưu trữ cơ bản đã giải quyết. Tôi cần chuẩn bị thêm tiền để xây dựng nơi trú ẩn an toàn cho ngày tận thế. Tôi nhớ kiếp trước khi băng giá ập đến, chỉ trong vòng một tuần, đã xảy ra hiện tượng cướp bóc thực phẩm điên cuồng. Bước tiếp theo tôi phải xây dựng nơi trú ẩn an toàn. Đây là việc quan trọng nhất khi tận thế đến. Nhưng xây dựng nơi trú ẩn cần rất nhiều tiền. Hiện tại chỉ có hơn 3 triệu. Căn nhà này của tôi trị giá hơn 5 triệu. Cộng lại cũng chỉ được 8 triệu. Nơi trú ẩn an toàn ít nhất cần 50 triệu. Hiện tại chỉ có thể thế chấp nhà trước. Sau đó tôi cầm giấy tờ nhà đi thẳng đến ngân hàng. Xin chào quý khách. Xin hỏi quý khách cần làm thủ tục gì? Tôi làm thủ tục thế chấp nhà. Nhân viên nhận giấy tờ nhà rồi bắt đầu tra cứu. Thưa quý khách, xin đợi một lát. Căn nhà này của quý khách hiện chỉ thế chấp được 4 triệu. Hả? 4 triệu? Ít nhất cũng phải 5 triệu chứ. Nghĩ đến tận thế sắp đến, để không lãng phí thời gian,
Thôi 4 triệu cũng được. Tiền đã chuyển vào thẻ ngân hàng của quý khách. Khi tôi sắp rời đi, tôi nghe thấy phía sau có người hô cướp. Cướp đây, tất cả nằm xuống đất. Ngoan ngoãn lên, có thể đảm bảo an toàn cho các người. Lúc đó tôi nằm xuống đất chỉ mất 0,01 giây. Ký ức kiếp trước của tôi, hình như trước ngày tận thế có một ngân hàng bị cướp. Chính là ngân hàng này. Tôi nhớ tin tức nói lúc đó không ai bị thương. Một người bị bắt đi. Ngày hôm sau hai tên cướp bị bắt. Nửa tháng sau mới tìm thấy tiền cướp trong nhà máy bỏ hoang. Tôi chỉ có người bị bắt đi không phải tôi. Bọn cướp đã đi, chúng đều đã đi rồi. Tôi sợ quá chạy thẳng ra khỏi ngân hàng, lái xe về thẳng nhà. Tối hôm sau, tôi thấy thông báo trên điện thoại. Biết được hai tên cướp đã bị bắt, tôi mừng phát điên. Hiện tại tiền cướp vẫn ở một nhà máy bỏ hoang. Nhà máy bỏ hoang đó hình như không xa tôi lắm. Tối nay sẽ hành động. Tôi đến cổng nhà máy, phát hiện xung quanh không có camera, tôi liền đi vào. Nhà máy chỉ còn lại một xưởng. Sau khi vào xưởng, thấy tối đen như mực, tôi tìm thấy hai gói đen ở một góc. Tôi mở gói ra xem. Là vàng. Toàn là thỏi vàng. Có bao nhiêu thỏi vàng đây? Tôi đếm sơ qua. Có đến hơn 100 thỏi. Mỗi thỏi 500 gram. Tổng cộng hơn 50 kg. Theo giá hiện tại hơn 600 đồng chia gram. Hai túi này trị giá hơn 60 triệu. Thế này chẳng phải phát tài rồi sao? Sau đó tôi mở không gian, cho hai túi vàng vào trong, lái xe về thẳng nhà. Hôm sau tôi nhờ bạn tìm đến chợ đen. Chào anh dâu dài. Anh dâu ơi, em được bạn giới thiệu đến. Anh muốn bán thứ gì? Thỏi vàng. Bao nhiêu thỏi? Hơn 100 thỏi. Nhiều thế à? Đúng vậy, bán hết. Những thỏi vàng này có hàm lượng vàng 99,99%, nặng 55 kg. Theo giá thị trường hiện tại là 50 triệu. Nghĩ bụng bọn này thật tham lam. Một phát kiếm 15 triệu. Mấy thỏi vàng này cũng là của trời cho. Được rồi, 50 triệu. Tôi muốn nhờ anh kiếm ít vũ khí phòng thân. Được, không vấn đề gì. Anh sảng khoái tôi cũng vậy. Vũ khí phòng thân tôi tặng miễn phí. 50 triệu đã chuyển vào tài khoản anh. Tôi lấy điện thoại ra, thẻ ngân hàng đuôi 0678. Báo có 50 triệu đồng. Giờ tôi có thể xây dựng nơi trú ẩn an toàn trong ngày tận thế rồi. Sau đó tôi lái xe về thẳng nhà. Giờ tiền để xây dựng nơi trú ẩn an toàn đã chuẩn bị gần đủ rồi. Hiện tại, thành phố tôi có một tập đoàn an ninh hàng đầu trong nước. Đúng lúc tôi chuẩn bị đi, đầu đột nhiên đau dữ dội. Chuyện gì thế này? Đau đầu quá. Đang lúc tôi không biết làm sao, trong đầu đột nhiên nghe thấy. Xin chào chủ nhân, do tài sản của bạn tăng lên, khả năng lưu trữ không gian của bạn đã được nâng cấp. Hiện tại cấp độ 20. Cấp 20. Vậy giờ tôi có thể sử dụng không gian bao lớn? Khoảng 3.000 m². Theo thế giới thực của chủ nhân, bằng nửa sân bóng đá. Làm sao để nâng cấp không gian? Nâng cấp không gian dựa vào biến động tài sản của chủ nhân. Biến động càng lớn, nâng cấp càng nhiều, lưu trữ càng giá trị, nâng cấp càng nhanh. Mỗi lần nâng cấp không gian sẽ gây khó chịu ở não. Theo cấp độ tăng lên, cảm giác khó chịu sẽ giảm dần, cho đến khi biến mất. Ồ, ra là vậy. Sau đó tôi lái xe đến tập đoàn an ninh. Tôi trực tiếp tìm người phụ trách. Xin chào quý khách, tôi là người phụ trách của tập đoàn an ninh Khiên Thần. Xin chào, tôi muốn các anh xây dựng một nơi trú ẩn an toàn cho ngày tận thế. Nhưng yêu cầu của tôi là cần cải tạo trong căn hộ ở khu chung cư tôi đang sống. Để cải tạo, trong căn hộ ở khu chung cư có vấn đề gì không? Không, xin quý khách yên tâm. Chúng tôi là chuyên nghiệp, mời quý khách chọn vật liệu cụ thể. Cửa chính phải dùng hợp kim titan. Cửa sổ phải kính không lọc gió. Kính phải dùng loại chống đạn sản xuất trong nước. Tường phải dùng hợp kim hàng không vũ trụ. Thêm lớp cách nhiệt chịu được nhiệt độ âm 100 độ và nóng 80 độ. Trong phòng phải có hệ thống điều hòa. Còn cần có khoang an toàn bên trong. Cần thêm hai xe địa hình đặc chủng. Thưa quý khách, chúng tôi còn có hệ thống AI siêu cấp mạnh nhất thế giới. Có thể giám sát phân tích toàn bộ khu chung cư ngày 24 tháng 7. Kèm theo vòng đeo tay thông minh, xe đặc chủng có thể tự lái và tìm đến vị trí của bạn. Được, thêm hệ thống AI siêu cấp và vòng đeo tay. Thưa quý khách, khi nào bắt đầu xây dựng nơi trú ẩn an toàn? Bắt đầu ngay bây giờ đi. Tôi chỉ cho các anh 20 ngày. Tuy thời gian hơi gấp, nhưng họ cũng sợ mất đi khách hàng lớn này. 20 ngày, được thôi. Chúng tôi sẽ làm việc ngày đêm. Đảm bảo không vấn đề gì, đây là bảng kê xây dựng, tổng cộng 90 triệu. Quý khách chỉ cần thanh toán ngày mùng 1 tháng 3, 30 triệu là được. Số còn lại thanh toán tháng sau. Hơn 20 ngày nữa là tận thế rồi, số còn lại kiếp sau trả nhé. Được, không vấn đề. Sau đó tôi lái xe về nhà. Tuy vấn đề nơi trú ẩn an toàn đã giải quyết, nhưng vẫn cần chuẩn bị thêm thực phẩm. Không gian có 3.000 m², lại còn bất biến. Tôi có thể chuẩn bị nhiều hơn, đến lúc băng giá tận thế, tôi có thể ăn đồ ăn nóng hổi mỗi ngày. Nghĩ đến lúc băng giá tận thế, làm sao thiếu được đồ nướng? Tôi đến khu chợ đêm, nói với chủ quán nướng, cho tôi 1.000 phần tất cả các món nướng trong quán. Tôi cần ngay tối nay, tôi lấy điện thoại ra, quét mã Alipay, chuyển khoản 100.000. Chủ quán sốc. Cậu chủ đợi một chút. Tôi nướng ngay đây. Sau đó tôi đến quán thứ 2, thứ 3 cho đến quán thứ 10.
Hôm nay cả khu chợ đêm đều do tôi bao. Sau đó tôi lái xe đến khách sạn 5 sao. Tôi nói với quản lý sảnh, bàn tiệc cưới đắt nhất của các anh bao nhiêu tiền? Xin chào quý khách, là 10.000 một bàn. Vậy cho tôi 1.000 bàn. Chia làm 2 ngày, mỗi ngày 500 bàn. Tôi lấy điện thoại ra, quét mã Alipay, chuyển khoản 1 triệu. Đây là tiền đặt cọc. Nghĩ bụng quản lý sảnh thấy khách hàng lớn như tôi, suýt chảy nước miếng. Chuẩn bị nhanh lên. Vâng thưa quý khách, tôi đi chuẩn bị ngay. Lúc này điện thoại tôi đổ chuông. Hello, ai đấy? Chào anh La. Tôi là quản lý dự án của tập đoàn An ninh Khiên Thần, phụ trách nơi trú ẩn an toàn của anh. Ban quản lý khu chung cư không cho chúng tôi vào thi công. Anh mau quay lại đi. Nhận được điện thoại từ người phụ trách nơi trú ẩn, tôi vội lái xe về khu chung cư. Vừa đến cổng khu chung cư, tôi thấy đội thi công nơi trú ẩn bị chặn lại. Ở cổng khu chung cư, bà Vương quản lý và đội thi công đang cãi nhau. Tôi tiến lên hỏi bà Vương, chuyện gì vậy à? Tiểu La, cháu đến đúng lúc. Họ nói cháu muốn sửa chữa khu chung cư của chúng ta. Bác chưa gặp cháu. Vì an toàn của mọi người, bác đã chặn họ lại. Nghĩ bụng bà Vương à. Bà Vương, tôi thấy bà cố tình gây chuyện đấy. Cậu thích chiếm tiện nghi nhỏ, ai cũng biết. Ai sửa nhà? Chẳng lẽ không chiếm chút tiện nghi sao? Bà Vương à, bà hiểu lầm rồi. Họ không cải tạo khu chung cư của chúng ta, chỉ sửa sang căn hộ riêng của tôi thôi. À ra vậy. Được rồi, lát nữa cậu đăng ký với ban quản lý nhé. Nhưng khi sửa chữa đừng làm ồn hàng xóm. Nếu bị hàng xóm khiếu nại, thì bác khó xử lắm. Nghĩ bụng bà khó xử đi. Không làm khó mọi người là tốt rồi. Kiếp trước khi băng giá đến, bà lừa mất một nửa vật tư của tôi. Cuối cùng tôi bị chết đói. Bà Vương à, bà yên tâm, tôi tuyệt đối không làm phiền hàng xóm. Sau khi đội thi công vào khu chung cư, tôi đặt luôn phòng tổng thống 20 ngày ở khách sạn. Chớp mắt 20 ngày đã trôi qua, tôi lái xe về khu chung cư. Tôi muốn kiểm tra nơi trú ẩn an toàn. Xin chào anh La, đây là nơi trú ẩn an toàn theo yêu cầu của anh. Mời anh nghiệm thu. Được. Tất cả vật liệu đều theo đúng yêu cầu của tôi chứ? Hoàn toàn đúng. Cửa chính dùng hợp kim tartan cấp ngân hàng. Tường dùng hợp kim hàng không vũ trụ, độ dày lên tới 30 cm. Cửa sổ dùng kính đặc trùng chống đạn cấp chiến hạm sản xuất trong nước. Toàn bộ nhà dùng vật liệu siêu hợp kim hàng không, cộng với công nghệ giảm chấn đặc biệt, có thể chống chịu động đất cấp 12 và các thảm họa tự nhiên khác. Có bức tường đồng vách sắt này, tôi tin rằng dù là một đội quân được trang bị đầy đủ, cũng không thể xâm nhập. Nơi trú ẩn còn có công nghệ gì khác không? Còn có hệ thống AI siêu thông minh anh chọn. Nó có thể giám sát khu chung cư ngày 24 tháng 7. Khu chung cư có 1.000 camera siêu nhỏ, pin dùng được 50 năm, giờ mỗi cầu thang đều có thể phát, giám sát thời gian thực và phát lại vĩnh viễn. Toàn bộ nhà dùng hệ thống điều hòa tiên tiến nhất, âm 100 độ đến dương 80 độ đều có thể sử dụng bình thường. Hai xe địa hình chống đạn đặc chủng đã đỗ trong gara của anh. Giờ ngày tận thế đến, tôi cũng không phải sợ nữa. Nơi trú ẩn an toàn các anh làm của thật hoàn hảo, tôi rất hài lòng. Vâng, anh La, chúng tôi về trước đây, có gì cần cứ liên hệ bất cứ lúc nào. Tôi đang vui mừng vì nơi trú ẩn an toàn xây dựng thành công, thì trong đầu nghe thấy, xin chào chủ nhân, tôi là tinh linh không gian của anh. Do gần đây tài sản của chủ nhân biến động và giá trị vật phẩm lưu trữ thay đổi lớn, không gian lưu trữ của anh đã được nâng cấp, hiện tại cấp độ 30, hình thái sơ cấp của tôi có thể xuất hiện trong thế giới của chủ nhân rồi. Vậy cậu hiện hình đi, để tôi xem nào. Chủ nhân, đây là hình thái sơ cấp của tôi. Tinh linh không gian lưu trữ của tôi đã lớn hơn chưa? Hiện tại chủ nhân có thể sử dụng khoảng 170.000 m². Cái gì? 170.000 m². Nhiều vậy sao? Vâng, chủ nhân, sau cấp 20, mỗi lần nâng cấp đều gấp 1,5 lần cấp trước. Hôm nay cùng lúc có hai tin vui. Thật là một ngày tốt lành. Tốt gì cứ thế này mãi. Nhưng mà, tôi nhớ ngày tận thế sắp đến rồi. Ngày kia sẽ là một kỷ nguyên mới. Theo ký ức kiếp trước, vào chiều ngày trước ngày tận thế, mặt trời bùng phát tia bức xạ đen, khiến các thiết bị điện tử toàn cầu bị nhiễu loạn nghiêm trọng do từ trường. Tất cả thiết bị điện tử đều tê liệt. Đúng vào thời điểm này, tôi phải đến một cảng vận chuyển quốc tế lớn trong thành phố, thu hết vài tỷ đô hàng hóa sắp gửi đến Mỹ vào không gian của tôi. Sau đó tôi lái xe đến cảng vận chuyển trong thành phố. Thật không ngờ, lượng hàng tồn kho ở cảng quốc tế này rất kinh người. Mỗi hàng hàng hóa cao khoảng 20 mét, ít nhất có hàng vạn tấn hàng tồn. Tôi đi vào kho chứa của cảng. Đầu tiên thấy khu thực phẩm đóng hộp, bánh quy nén, mì ăn liền, xúc xích, bánh ngọt cao cấp. Nhiều quá, cả đời tôi cũng không ăn hết. Sau đó tôi thu hết vào không gian, tôi tiếp tục đi. Đây là khu đồ uống, ở đây có hàng vạn tấn nước khoáng, đủ cho tôi dùng mấy đời. Còn có các loại đồ uống khác, rượu vang đỏ trắng nhập khẩu cao cấp. Khu đồ uống nhanh chóng bị tôi dọn sạch. Tiếp theo là khu vật tư sinh hoạt. Vật tư ở đây rất phong phú, liên quan đến mọi mặt của cuộc sống. Những vật tư này cũng rất quan trọng khi tận thế.
Lúc này tôi thấy một khu vật tư đặc biệt. Trên đó ghi vật tư khảo sát Bắc Cực. Trong này có quần áo chống lạnh cực địa mới nhất, thiết bị khảo sát Bắc Cực, túi ngủ chống lạnh, xe máy chạy trên tuyết và các vật tư khác, dù tuyết dày đến hàng chục mét. Có những vật tư này cũng sẽ đi lại dễ dàng. Tôi thu hết những vật tư này vào không gian của mình. Bên cạnh cảng, còn đậu mấy tàu chở hàng lớn hàng triệu tấn. Chỉ riêng lương thực trên đó đã có hàng trăm nghìn tấn. Còn có vô số xe hơi hạng sang, có một tàu chở dầu quốc tế chở đầy dầu. Do vật tư ở cảng quá nhiều, tôi mất đến 3 đến 4 tiếng đồng hồ mới thu hết vào không gian. Tuy những vật tư này có thể sống sung sướng trong ngày tận thế, nhưng còn một vật tư quan trọng nhất, đó là thuốc men. Khi tận thế đến, chỉ một cơn cảm cũng có thể lấy mạng người. Chưa nói đến bệnh nặng hơn, muốn sống sót trong ngày tận thế, chỉ có vật tư thông thường là chưa đủ. Thuốc men mới là chìa khóa. Tôi nghĩ đến nhà máy sản xuất thuốc lớn nhất thành phố. Tôi lái xe đến thẳng đó. Đến nhà máy thuốc tôi thấy không một bóng người. Tôi đến kho hàng, thấy cả kho đầy thuốc. Tôi mở không gian đang thu thuốc thì tôi cảm thấy từng cơn lạnh. Lúc này bên ngoài bắt đầu có tuyết rơi. Đây là mùa hè tháng 6. Từ tối nay, nhiệt độ giảm như vách đá. Tôi thu hết thuốc trong kho vào không gian. Tôi vội vàng lái xe về nhà. Lúc này nhiệt độ bên ngoài đã xuống 0 độ. Khi về đến nhà, tôi nghe thấy hệ thống AI quản gia thông minh báo cáo cảnh báo khẩn cấp. Chào mừng chủ nhân về nhà. Theo kiểm tra, nhiệt độ toàn cầu trong 5 giờ qua đã giảm 30 độ. Hiện nhiệt độ ngoài trời 0 độ. Nhiệt độ trong nhà 26,5 độ. Theo mô phỏng dữ liệu, nhiệt độ sẽ tiếp tục giảm. Xin chủ nhân chuẩn bị giữ ấm, hạn chế ra ngoài. Lúc này tôi thấy tuyết bên ngoài rơi càng lúc càng to. Tôi đang cảm nhận sức mạnh kỳ diệu của thiên nhiên. Lúc này AI quản gia thông minh phát cảnh báo. Theo kiểm tra thời tiết, trên bầu trời thành phố đột một tụ mây đen dày đặc. Tuyết sẽ tiếp tục rơi dày hơn. Trong 15 phút qua nhiệt độ giảm mạnh. Hiện nhiệt độ ngoài trời đã xuống âm 15 độ. Tuy kiếp trước đã trải qua một lần băng giá, nhưng khi băng giá thực sự đến, vẫn cảm thấy sợ hãi. Do tối qua tôi điên cùng thu thập vật tư, bận rộn đến nửa đêm, tôi ngủ dậy đã là trưa hôm sau. Lúc này tuyết lớn bên ngoài vẫn đang rơi điên cuồng. Tuyết đã dày hơn 1 mét. Tôi nhớ trận tuyết lớn này kéo dài mấy tháng. Lúc này, điện thoại toàn tin tức về trận báo tuyết này. Đang khi tôi xem tin tức trên điện thoại, chuông điện thoại reo lên. Đây không phải nữ thần Tô Điểm mà kiếp trước tôi theo đuổi sao? Tôi nhớ kiếp trước tôi theo đuổi cô ấy hơn 2 năm. Làm chó theo đuổi 2 năm không chán. Các sĩ căng đan của cô ta với con nhà giàu tôi đều chịu đựng, còn đưa hết lương hàng tháng cho cô ta. Khi băng giá đến, tôi lại liều mình trong bão tuyết, tự nguyện đi tìm vật tư cho cô ta. Vất vả là mới tìm được ít thực phẩm, cô ta lấy hết. Cho đến khi tôi chết đói, cô ta cũng không mang cho tôi chút đồ ăn nào. Giờ con hồ ly tinh này gọi cho tôi làm gì? Tôi bắt máy. Hello, có chuyện gì? Anh đang làm gì thế? La Thiên, em gọi cho anh sao anh mới nghe máy? Em có chuyện gì không? Em thấy thời gian trước, anh mua rất nhiều đồ ở siêu thị. Anh mang cho em ít đồ giữ ấm đi. Em muốn đồ mới. Anh nhanh lên, em sắp bị cảm lạnh rồi. Tôi không có đồ giữ ấm em cần. Vậy anh ra ngoài mua một ít đi. Em muốn áo lông vũ dài của Canada Goosey. Đồ giữ ấm, chân lồng vũ đều cần mua 2 bộ. Còn cần một ít đồ ăn nữa. Phải là loại ít chất béo. Mua thêm nhiều hải sản nữa. Em coi tôi là gì ước à? Ước ở chỗ tôi. Bên ngoài tuyết rơi to thế, sao em không tự đi? Nói xong tôi cúp luôn điện thoại. Nghĩ bụng vẫn coi tôi là con chó theo đuổi kiếp trước. Mới ngày đầu tiên, vật tư của em đã bắt đầu thiếu. Xem em sống sao những ngày tới. Kiếp này, tôi cho em thấy thế nào là em lạnh nhạt với tôi. Tôi cho em thấy em không với tới được. Lúc này AI quản gia thông minh đầy một thông tin. Thưa chủ nhân, sau khi AI quản gia tổng hợp thông tin về trận tuyết này, đây là bài phỏng vấn chuyên gia khí tượng. Hôm qua, không khí lạnh đối lưu siêu mạnh tràn vào thành phố chúng ta, khiến nhiệt độ thay đổi đột ngột. Hiện nhiệt độ thấp nhất trong thành phố là âm 27 độ. Đợt thời tiết đối lưu mạnh này sẽ sớm qua đi. Mọi người đừng hoảng sợ. Hãy ở nhà giữ ấm. Hạn chế ra ngoài. Đừng đổ xô đi mua vật tư. Không khí lạnh đối lưu siêu mạnh này chỉ tràn vào thành phố tôi. Thôi nào, nó tràn vào toàn cầu. Giờ cả châu Phi cũng bắt đầu có tuyết rơi. Và thảm họa này cũng không quá nhanh đâu. Ít nhất phải mấy chục năm. Tuy nhiệt độ bên ngoài đã xuống dưới âm 20 độ, nhưng chưa đủ để làm tê liệt hệ thống điện. Do là ngày đầu tiên của thảm họa, siêu thị, trung tâm thương mại, hiệu thuốc vẫn hoạt động bình thường. Giờ ra ngoài mua được bao nhiêu vật tư thì mua. Tuyết lớn đã khiến vận chuyển ngừng hoàn toàn. Vật tư hiện có sẽ ngày càng ít đi. Nhiệt độ vẫn đang tiếp tục giảm. Khi nhiệt độ xuống dưới âm 30 độ, sẽ xảy ra mất điện, mất nước trên diện rộng. Môi trường sống sau này sẽ trở nên khắc nghiệt hơn. Trước mắt đã qua 2 ngày.
Thực phẩm của cư dân trong khu chung cư cũng gần hết. Bên ngoài báo tuyết vẫn đang rơi điên cuồng. Lúc này cư dân khu chung cư lũ lượt xuống lầu, chuẩn bị ra ngoài mua ít vật tư để duy trì cuộc sống cơ bản nhất. Tôi cũng đi xuống lầu. Bà Vương thấy mọi người xuống lầu chuẩn bị đi mua vật tư, liền chặn trước mặt mọi người. Cư dân khu chung cư, mọi người nghe bác nói này. Các cháu không được ra ngoài bây giờ, hãy về nhà đi. Đừng ra ngoài gây rối cho chính quyền. Chúng tôi phải ra ngoài mua thực phẩm. Lương thực trong nhà gần hết rồi. Bác tin mọi người vẫn còn dự trữ. Trận tuyết này sẽ qua nhanh thôi. Xin mọi người cố gắng thêm 2 ngày nữa. Nếu các cháu không tuân lệnh, tự ý ra ngoài mua vật tư, gây ra tình trạng tranh giành làm giá tăng, sau khi trận tuyết này qua đi, bác sẽ báo cáo hành vi của các cháu. Lúc đó các cháu phải tự chịu hậu quả. Nghĩ bụng bà Vương cũng khá mưu mô. Bản thân chỉ là nhân viên quản lý khu chung cư, đâu có quyền hạn chế tự do của mọi người. Bây giờ thì hay rồi, lập tức cắn mình với chính quyền. Quả nhiên gừng càng già càng cay. Sau một loạt đe dọa của bà Vương, hăm dọa và gán tội, mọi người lập tức im lặng. Các cư dân cũng không dám nói gì nữa. La Thiên, bác, thấy cháu mua rất nhiều đồ thời gian trước, còn đặt tiệc nữa. Cháu ra ngoài làm gì? Hơn nữa giờ vật tư khan hiếm, cháu tuyệt đối không được thừa nước đục thả câu, nâng giá thực phẩm. Bà Vương, tôi không gây sự với bà. Bà lại gây sự với tôi, xem tôi làm bà mất mặt thế nào. Bà Vương à, đã qua bao lâu rồi? Tôi đúng là có đặt tiệc, nhưng qua lâu thế chắc hỏng hết rồi. Nếu bà Vương không sợ đồ hỏng, tôi có thể tặng miễn phí cho bà. Lúc này bà Vương tức đến nghiến răng. Bà Vương à, giờ tuyết vẫn đang rơi, ai biết khi nào mới ngừng. Nếu tiếp tục rơi một tuần nữa thì sao? Giờ vật tư của mọi người đều gần hết rồi, ăn hết lương thực trong nhà thì làm sao? Bà Vương, bà có thể chịu trách nhiệm với tất cả chúng tôi không? Lúc này bà Vương đã tức điên lên rồi. Đúng đấy, đúng đấy, La Thiên nói đúng, bà ấy có thể chịu trách nhiệm với chúng ta không? Tôi đồng ý đi mua vật tư. Tôi đồng ý đi mua vật tư. La Thiên, cháu đầu tiêu gây rối, phá rối quản lý khu chung cư. Sau khi tuyết tan, bác sẽ báo cáo cháu lên cấp trên. Và nếu ai tự ý rời khỏi khu chung cư, bác sẽ ghi lại tất cả. Sau khi tuyết tan, bác sẽ báo cáo từng người. Nói xong bà Vương bỏ đi luôn. Sau đó mọi người lũ lượt lên lầu, cũng không ai dám ra ngoài mua vật tư nữa. Tôi vừa về đến nhà, điện thoại nhận được một tin nhắn. Tôi nhìn xem, đây không phải là Tần Uyển, hàng xóm tầng trên tôi sao? Vì chúng tôi cùng độ tuổi, bình thường gặp nhau đều trò chuyện. Cô ấy luôn cho người ta cảm giác em thẹn. Tôi nhớ kiếp trước, vì cô ấy quá rụt rè, luôn bị hàng xóm đối diện Lý Khang quấy rối. Lý Khang lại là sếp của cô ấy, Lý Khang luôn muốn cưới và sinh con với cô ấy. Đúng là ếch ngồi đáy giếng. Khi băng giá đến, Lý Khang còn lấy danh nghĩa sếp công ty lừa đi không ít vật tư của cô ấy. Chẳng lẽ lại là Lý Khang quấy rối cô ấy, tìm tôi giúp đỡ sao? Có chuyện gì vậy? Em muốn hỏi, thời gian trước, thực phẩm anh mua ở siêu thị còn dư không? Thực phẩm mua trước tôi ăn gần hết rồi, giờ cũng không còn nhiều. Trong thời kỳ băng giá tận thế này, ai cũng cần phòng xa một tay. Kiếp trước vì tốt bụng cho người khác vật tư, dẫn đến nhiều cư dân đến cướp, cuối cùng bị chót đói. Kiếp này tôi nhất định phải cẩn thận, tránh bi kịch lặp lại. Do hôm qua, tôi cãi nhau với bà Vương ở dưới lầu, khiến bà Vương tăng huyết áp. Con trai bà Vương biết chuyện, nhất định đòi trả thù tôi. Tôi đang ngắm cảnh tuyết bên ngoài, lúc này ai quản gia báo có người lạ gõ cửa. Do cửa nhà tôi dùng thép đặc biệt cấp ngân hàng, cách âm, cách nhiệt, chống lạnh, chống đạn, tiếng gõ cửa bên ngoài tôi hoàn toàn không nghe thấy. Tôi nhìn qua mắt mèo trên cửa, thấy Vương Diêu, con trai bà Vương, trong hành lang gió lạnh, đang điên cuồng đập cửa. La Thiên, mày cút ra đây cho tao, mau cút ra đây, đừng để tao nổi điên phá cửa của mày. Mày còn dám hống hách với tao à? Mày cút đi nhanh, đừng để tao xử mày. Mày gan to đấy, dám đe dọa tao. Tao Vương Diêu không phải dọa lớn đâu. Mày có gan mở cửa ra, thì ra mày là thằng phá của đó. Vương Diêu, tao tưởng ai chứ? Sao lại vô giáo dục thế? Mày mau mở cửa cho tao, xem tao xử mày thế nào. Con trai bà Vương, Vương Diêu gần 40 tuổi rồi, cũng không có công việc đàng hoàng, thường xuyên giao du với mấy tay anh chị xã hội đen. Mẹ hắn lại là quản lý. Vương Diêu quen thói hung hăng trong khu chung cư, xem ra hôm nay phải cho hắn một bài học mới được. Sau đó tôi lấy vũ khí từ không gian, qua ống bắn trên cửa, vút một tiếng, bắn thẳng vào đùi Vương Diêu. Lúc này nghe thấy đau chết tôi rồi. Đau chết tôi rồi, La Thiên, mày dám tập kích tao, mày chờ đấy. Vương Diêu kéo lê cái chân bị thương, rên rỉ chạy về nhà. Trong môi trường lạnh âm 30 độ này, nếu không có đủ thuốc men và xử lý chuyên nghiệp, Vương Diêu sẽ nhanh chóng tòi mạng. Đang khi tôi vui mừng vì chuyện vừa rồi, điện thoại reo lên.
Tân Uyển, có chuyện gì không? Em vừa nghe thấy, trong hành lang có tiếng kêu thảm thiết. La Thiên, anh không sao chứ? Tôi không sao, đó là tiếng kêu của Vương Diêu. Em còn lo cho anh nữa. Anh không sao là tốt rồi, giờ mất điện rồi. Điện thoại em cũng sắp hết pin. Không thể nói chuyện với anh tiếp được. Sao, mất điện rồi à? Không thể nào, nhà tôi vẫn có điện mà. Do nơi trú ẩn của tôi có pin dự phòng, còn có máy phát điện. Chuyện mất điện tôi hoàn toàn không biết. Trong phòng âm 30 độ không có quạt sửa điện. Nghĩ thôi đã thấy lạnh. Sao nhà anh lại có điện? Em có thể đến nhà anh sạc điện không? Em chỉ có một mình à? Em ở một mình. Dĩ nhiên em chỉ có một mình. Được rồi, em qua đi. Một lúc sau quản gia báo có người gõ cửa. Tôi nhìn qua mắt mèo, thấy Tân Uyển đứng run rẩy một mình trước cửa nhà tôi. Tôi mở cửa. Tân Uyển bước vào. Tân Uyển nhìn phòng khách trang trí sang trọng. Môi trường nhiệt độ dễ chịu. Trên bàn còn có bít tết ăn dở. Nghĩ lại căn phòng lạnh lẽo của mình. Không có thức ăn, không có điện và thường xuyên bị Lý Khang quấy rối. Đối với Tân Uyển, đây đúng là thiên đường. Nhà anh thật là tuyệt quá. Có gió ấm lại có đồ ăn ngon, còn không bị đàn ông nhấp nhúa quấy rối. Ước gì được ở nhà anh thì tốt biết mấy. Tuy Tân Uyển nói rất nhỏ, nhưng vẫn có thể nghe thấy. Tôi trả lời, được thôi, chúng ta là hàng xóm. Tôi có thể miễn cưỡng cho em ở nhờ, nhưng em phải nghe lời tôi. Trong môi trường băng giá tận thế này, có thể tìm được một nơi trú ẩn thoải mái an toàn, có đầy đủ thức ăn và người bảo vệ. Kiếp trước chắc đã cứu cả giải ngân hà. Sau khi Tân Uyển đến, tôi không phải làm việc nhà nữa, như rửa bát, lau nhà, giặt quần áo, nấu ăn. Tôi giao hết cho Tân Uyển. Trong thời kỳ băng giá tận thế, được ở trong môi trường bốn mùa như xuân, đầy đủ món ngon các nước, làm chút việc nhà thì có là gì. Ngày thứ hai Tân Uyển đến nhà tôi. Lý Khang, gã đàn ông già đó đã đến gõ cửa phòng Tân Uyển. Tân Uyển, mở cửa đi, công ty có chút việc, chúng ta nói chuyện mặt đối mặt. Lúc này có hàng xóm đi qua. Lý Khang à, anh tìm Tân Uyển à? Hôm qua tôi xuống lầu lấy đồ, thấy Tân Uyển đến nhà La Thiên rồi. Lý Khang lập tức nổi trận lôi đình. Nghĩ đến nữ thần của mình lại đến nhà La Thiên, còn qua đêm không về. Mình quấy rối Tân Uyển hơn một năm, tay còn chưa chạm được. Càng nghĩ càng khó chịu. Nhưng Lý Khang không nghĩ rằng mình là lão già dê xồm. Người ta Tân Uyển chưa từng để mắt đến mình. Lý Khang tức giận về nhà lấy gậy bóng chày xuống lầu. Lúc này ai gửi thông báo cảnh báo? Thưa chủ nhân, có người lạ đập cửa. Người này là cư dân tầng trên. Lý Khang, trong tay có vũ khí. Tâm trạng kích động, mức độ nguy hiểm 3 sao. Xin đừng ra ngoài. Hôm qua mày, đồ khốn, dám cướp vợ sắp cưới của tao. Vợ sắp cưới của anh là ai? Tân Uyển à, cô ấy tự nguyện đến đây mà. Không thể nào, tao có tài sản cả triệu đô. Tân Uyển còn chưa đồng ý với tao, sao cô ấy lại theo thằng nghèo như mày? Mày cút ra đây cho tao. Lý Khang, anh không muốn như Vương Diêu thì cút ngay cho tôi. Tao không rảnh để đối phó với đồ vô dụng như mày. Lý Khang nghĩ đến Vương Diêu lợi hại như vậy, hôm qua còn bị xử, kêu la thảm thiết, lại nghĩ đến thân hình nhỏ bé của mình, vẫn nên không gây sự là tốt nhất. Được, mày chờ đấy. Nói xong Lý Khang sợ hãi chuồn mất. Lúc này bà Vương nhận được một tin gây sốc. Bà Vương thấy trên điện thoại, trong nhóm công ty quản lý có người nói, theo tình hình hiện tại, độ khó cứu hộ trận tuyết này vượt quá tưởng tượng. Mọi người tự lo cho mình. Bà Vương thấy vậy liền choáng váng. Thế này chẳng phải bỏ mặc chúng tôi sao? Giờ phải làm sao đây? Tôi còn đang đợi công ty đưa bác sĩ đến khám chân cho con trai tôi nữa. Bà Vương nghĩ đến vấn đề nan giải này, liền đi đến phòng con trai, kể lại thông tin mình biết cho Vương Diêu. Mẹ à, chỉ có mẹ biết tin này thôi à? Đúng vậy, hiện tại cư dân khu chung cư đều chưa biết. Trước đây khi họ đi mua vật tư, mẹ còn ngăn không cho đi. Giờ thì hỏng rồi, khi họ biết tin này, chắc sẽ chửi trước tôi mất. Mẹ à, chuyện này không thể nói. Đã là kẻ xấu rồi, thì làm kẻ xấu đến cùng. Thừa lúc mọi người chưa biết, chúng ta đi từng nhà cướp vật tư. Miễn là chúng ta có đủ vật tư, chân con sẽ có hy vọng, ha ha ha. Đúng, thừa lúc cư dân chưa biết, chúng ta lừa được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Sau đó, bà Vương bắt đầu soạn tin nhắn gắn thẻ tất cả mọi người. Thông báo mới nhất từ chính quyền, trận tuyết này sắp qua rồi. Đang khẩn trương sửa chữa nước và điện. Vật tư cho khu chung cư chúng ta đang trên đường, cần 3 đến 4 ngày mới đến. Do đang trong thời kỳ đặc biệt, sẽ quản lý thống nhất vật tư của khu chung cư. Mong các cư dân tích cực phối hợp. Ai cản trở công việc sẽ bị chính quyền xử phạt nghiêm, tự chịu hậu quả. Sau đó bà Vương dẫn đầu đi từng nhà thu vật tư. Vì mọi người đều nghĩ trận tuyết này sắp qua, vật tư trên đường 3 đến 4 ngày sẽ đến.
nên mọi người đều tích cực nộp số vật tư, ít thỏi của mình. Việc này trực tiếp dẫn đến 1/4 cư dân cuối cùng bị chót đói. Bà Vương đến đòi vật tư của tôi. Tôi không thèm để ý. Lại thêm việc tôi bắn bị thương con trai bà ta là Vương Diêu. Bà Vương vẫn canh cánh trong lòng, đang nghĩ cách trả thù. Lúc này Lý Khang đến. Bà Vương, tôi nghe nói thằng La Thiên đó bắn bị thương chân Vương Diêu, nên đến thăm Vương Diêu. Hey Si, nói sao cho hết. Mấy hôm trước, La Thiên vô cớ cãi nhau với tôi. Diêu Diêu biết chuyện nên đi tìm La Thiên, muốn hỏi cho rõ chuyện gì. La Thiên không nói hai lời, trực tiếp bắn bị thương chân Diêu Diêu. La Thiên đúng là đồ khốn, còn lừa cả vợ sắp cưới của tôi. Sao? La Thiên lừa vợ sắp cưới của anh? Đúng vậy, tôi đến nhà hắn nói lý, La Thiên liền lấy tên bắn tôi. Bà Vương xem, chuyện này chúng ta phải trả thù. Yên tâm, thủ bắn con và cướp vợ, chúng ta nhất định phải báo. Nhưng anh phải nghe lời tôi. Tôi Lý Khang nhất định nghe lời bà Vương. Sau khi Lý Khang đi, bà Vương đăng tin trong nhóm cư dân khu chung cư. Theo tôi biết, Tân Uyển, vợ sắp cưới của Lý Khang trong khu chung cư ta, bị La Thiên lừa gạt dụ dỗ về nhà mình. Thật là hai kẻ không biết xấu hổ. Sau khi tuyết tan, nhất định sẽ bị trừng phạt nặng. La Thiên à, đây là nước cờ đầu tiên của bà trong cuộc chiến dư luận, khiến cư dân khu chung cư đều chửi cậu, gây áp lực tinh thần cho cậu. Tôi sẽ khiến cậu thân bại danh liệt. Sau khi đăng tin, bà Vương lại gọi điện cho kẻ thực sự nguy hiểm trong khu chung cư. Là Trương Bưu phải không? Tôi là bà Vương ở ban quản lý. Có chuyện gì vậy? Bà xem nhà anh còn thực phẩm không? Chưa đợi bà Vương nói hết, Trương Bưu đã nổi giận. Sao, định lấy vật tư của Trương Bưu tôi à? Bà già, bà muốn chết phải không? Anh Bưu, anh hiểu lầm rồi. Bà đã quản lý thống nhất vật tư của cả khu chung cư chúng ta. Bà chỉ muốn gửi ít thực phẩm cho anh thôi. Trong môi trường băng giá thực phẩm chính là vua. Thứ quý giá như vậy, tặng người tất có việc nhờ vả. Trương Bưu đã lăn lộn xã hội bao nhiêu năm, tự nhiên biết những đạo lý này. Có phải chuyện trả thù cho con trai anh không? Tôi nghe đàn em nói, La Thiên đã làm bị thương chân con trai anh. Anh Bưu của là thông minh, đoán chúng ngay. Còn một chuyện nữa, anh làm cho La Thiên tàn phế đi, tiện thể dẫn Tần Uyển đi luôn. Bà Vương sẽ chia cho anh một nửa vật tư trong khu chung cư. Anh Bưu thấy được không? Tần Uyển là mỹ nhân nổi tiếng trong khu chung cư. Trương Bưu đối với mỹ nhân Tần Uyển này đã thèm thuồng từ lâu rồi. Trương Bưu nghĩ bụng, vừa có vật tư, lại có mỹ nhân, thật là một mũi tên trúng hai đích. Trương Bưu trả lời, chuyện này dễ thôi, đợi tin tôi nhé. Hôm qua đây là chiêu thứ 2 mượn đào giết người của bà Vương, và chiêu thứ 3 mượn hoa tặng Phật. Ba chiêu này đủ cho cậu chịu đựng rồi. Sau đó, Trương Bưu đăng thông báo trong nhóm đàn em, anh em tòa nhà số 3 tập hợp ngay. Chẳng mấy chốc, đàn em của Trương Bưu đã tập hợp xong. Sau đó, Trương Bưu dẫn đàn em lên thẳng tầng tìm tôi tính sổ. Lúc này ai quản gia phát cảnh báo, thưa chủ nhân, theo ai theo dõi thời gian thực cư dân dưới nhà. Trương Bưu dẫn 8 đàn em đang tiến về phía anh, trong tay có vũ khí, mức độ nguy hiểm 5 sao. Xin đừng rời khỏi nơi trú ẩn an toàn. Được, tiếp tục theo dõi thời gian thực. Lúc này Trương Bưu đã dẫn người đến trước cửa tôi. La Thiên, có vài chuyện cần bàn với cậu. Cậu tự ra hay bọn tôi vào? Anh dẫn nhiều đàn em đến thế, đây là bàn bạc sao? Cậu đã nhìn ra rồi. Vậy tôi nói thẳng, cậu đánh bị thương Vương Diêu, lại còn dụ dỗ vợ người khác. Tôi đến đây để đòi một lời giải thích. Anh muốn thế nào? Lúc này tôi mở không gian, lấy vũ khí từ trong không gian ra, chuẩn bị dạy cho Trương Bưu một bài học. Cậu mở cửa ra, tôi sẽ đưa Tần Uyển đi, rồi để đàn em dạy cậu một bài học. Khi tôi nghe Trương Bưu muốn đưa Tần Uyển đi, tôi hoàn toàn nổi giận. Tôi lập tức lấy vũ khí từ không gian ra. Trương Bưu, mày đã chạm vào nghịch lân của ông rồi. Sau đó tôi mở lỗ bắn, nhắm vào Trương Bưu. Bùm bùm, hai phát, hai đàn em của Trương Bưu ngã xuống đất. Trương Bưu sợ quá vừa chạy vừa hét. Thằng này có súng. Mọi người chạy mau, chạy mau. Do hôm qua Trương Bưu muốn cướp Tần Uyển đi, tôi trực tiếp dùng vũ khí đối đầu với Trương Bưu. May mà Trương Bưu chạy nhanh, chậm chút nữa là đã về Tây Thiên rồi. Lúc đó Tần Uyển nghe tiếng súng cũng sợ đến ngay người. Anh Thiên, sao? Sao anh lại có súng vậy? Đây là lần trước khi giao dịch ở chợ đen, anh dâu dài tặng tôi, tiếc là chỉ cho 10 viên đạn. Có 2 viên là đủ rồi. Nếu Trương Bưu thật sự xông vào được, 2 viên còn lại, em có thể cùng anh Thiên tử tiết rồi. Em suốt ngày nghĩ gì trong đầu vậy? Em không thấy, gần đây chúng ta sống không yên ổn sao? Đúng vậy, gần đây sao cứ có người gây rắc rối cho chúng ta vậy? Ai quản gia, dựa trên theo dõi thời gian thực của cậu, phân tích xem kẻ thù của chúng ta là ai? Dựa trên việc ai quản gia sàng lọc hoạt động, nhân sự toàn khu chung cư và mô phỏng thông minh, kết quả phân tích, kẻ thù đứng sau là bà Vương quản lý. Đúng như tôi dự đoán, bà Vương, quả nhiên là bà. Trong mấy ngày tiếp theo, nhiệt độ lại một lần nữa giảm mạnh, từ âm 40 độ xuống thẳng âm 70 độ. Ban đầu thời gian có điện là 1 giờ sáng tối, giờ chỉ còn nửa giờ sáng tối. Tuy thời gian có điện ngắn, nhưng ít nhất có thể đun hai ấm nước nóng.
Trương Bưu từ khi bị đuổi chạy lần trước, mấy ngày nay cũng không ngồi yên, bắt đầu điều tra nguồn gốc vũ khí của tôi. Chẳng mấy chốc Trương Bưu đã biết được. Anh Bưu, sau mấy ngày dò la, súng của La Thiên là do Đại Hồ Tử cho, còn cho La Thiên 4 viên đạn nữa. Nhiệt độ giảm liên tục mấy ngày, khiến cư dân khu chung cư càng thêm tuyệt vọng. Ban đầu bà Vương hứa vật tư khu chung cư sẽ đến sau 3-4 ngày, giờ đã là ngày thứ 5 rồi. Hiện các hộ gần như không còn vật tư dự trữ. Cư dân khu chung cư bắt đầu náo động. Trương Bưu cũng đoán ra, thông báo chính thức bà Vương đưa ra trước đây rất có thể chỉ là bịa đặt. Giờ âm 70 độ, Trương Bưu biết lần thiên tai này sẽ không còn cứu trợ nữa, nên trở nên càng thêm hung hăng. Trương Bưu ra lệnh cho đàn em cướp bóc vật tư từng nhà trong khu chung cư. Vì Trương Bưu có nhiều đàn em, số vật tư cướp được chưa đủ cho đàn em ăn no 3 phần. Trương Bưu nhớ ra bà Vương từng nói, vật tư khu chung cư do bà ta quản lý thống nhất. Sau đó Trương Bưu tập hợp đàn em lại. Anh em, giờ bên ngoài âm hơn 70 độ, tuyết đã dày hơn 6 mét, tuyết lớn vẫn đang rơi điên cuồng. Có vẻ lần thiên tai này sẽ không có cứu trợ nữa, cũng không ai quản chúng ta nữa, chỉ có sống sót mới là vua. Giờ chúng ta đến nhà bà Vương lấy vật tư. Lúc này bà Vương đang ở nhà, suy nghĩ về nguyên nhân lần trước không loại trừ được tôi. Thằng La Thiên này thật kiên nhẫn. Mấy ngày trước tôi đang trong nhóm cư dân, chuyện hèn hạ vô sỉ của nó với Tần Uyển, cả khu chung cư đều chửi nó. Đã mấy ngày rồi, tôi lại bảo Trương Bưu dẫn đàn em đến xử lý nó. Nghe nói Trương Bưu còn mất 2 đàn em. Trương Bưu đúng là hổ giấy. Chỉ có vẻ ngoài, có vẻ tôi phải lừa thêm vật tư, tìm người giỏi hơn để loại trừ. La Thiên, bà Vương đang nghĩ cách loại trừ. Tôi đang vui vẻ thì lúc này có tiếng gõ cửa. Ai đấy? Đập hỏng cửa bà đấy. Để bà cho mày biết tay. Là tôi đây, bà mở cửa đi. À, ra là Trương Bưu. Bên ngoài lạnh quá, không mở cửa đâu. Có chuyện gì cứ nói đi. Nửa số vật tư bà hứa trước đây, giờ tôi muốn lấy đi. Chưa làm xong việc, còn mất 2 đàn em, còn muốn lấy vật tư. Không có lúc này Trương Bưu tức giận. Đùng đùng, ra lệnh cho đàn em bắt đầu phá cửa. Chẳng mấy chốc cửa bị phá. Trương Bưu, mày dám xông vào nhà riêng, đây là phạm pháp. Trương Bưu không thèm để ý, mà bảo đàn em chuyển hết vật tư đi. Mày còn dám cướp vật tư của tao, mày đang cướp bóc đây. Đợi khi hết tuyết, mày cho đi tù đi. Trương Bưu nghe xong, tát thẳng một cái vào mặt bà Vương. Bà Vương ngã lăn ra đất. Nhìn số vật tư còn lại không nhiều, bà Vương cuối cùng cũng mềm lòng. Anh Bưu, anh để lại ít vật tư cho mẹ con tôi đi. Con trai tôi giờ vẫn chưa xuống giường được, các anh lấy hết đi, để chúng tôi sống thế nào. Cho bà vật tư cũng là phí. Yên tâm đi, khi tôi no rồi sẽ giúp bà trả thù La Thiên. Nói xong Trương Bưu liền bỏ đi. Từ khi cướp vật tư của bà Vương, hắn trở nên càng hung hăng. Ban ngày đi cướp vật tư nhà cư dân, ban đêm còn làm những việc mờ ám. Cả khu chung cư nghe tên Trương Bưu là biến sắc. Trương Bưu cũng sẽ sớm bị diệt vong vì sự điên cuồng của mình.